Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Shimoto MV Aquista Brutal 800 2001 với mức giá hơn nửa tỷ đồng chính thức được ra mắt. Cái chiếc moto MV Aquista Brutal 800 2001 với 3 phiên bản tùy chọn, thiết kế chuẩn đến từng mm, đi cùng với phần động cơ được cập nhật mới cho ra công suất lên tới hơn 140 mã lực. MV Aquista Brutal 800 2001 hoàn toàn mới chính thức được ra mắt. Lần này có thêm phiên bản là Brutal Corso nhằm mang tính chân ứng dụng một cái môi trường đô thị tốt hơn. Hãng xe MV đã tiến hành hàng loạt những cải tiến quan trọng trong cái dòng loạt Brutal 800 2001, từ động cơ cho đến cái phần khung gầm. Cái chiếc siêu mô tô mới MV có tới 3 phiên bản. Cái sự khác biệt giữa các phiên bản cũng rất nhận biết. Trong đó phiên bản Rosso là phiên bản rẻ nhất, rẻ hơn cả phiên bản là EDR đến 20%. Còn phiên bản đặc biệt là EDR SCS là phiên bản đắt nhất, chế thiết kế đồng hồ tương tự như là Radius CX. Cái phần động cơ của MV Aquista Brutal 800 2001 bây giờ cũng được cập nhật đạt được cái tiêu chuẩn tải mới nhất là Euro 5. Ma sát động cơ cũng được giảm mạnh, còn cái bộ khung nhiên liệu tươi mới tăng áp lên tới là 14%. Cái bộ ống xả cũng thuộc loại là mới để tối ưu hóa cái công suất đầu ra. Kết quả là cái mẫu xe này đã đạt được công suất lên tới là 140 mã lực, đi cùng mô men xoắn cực đại là 60 ft/ABS. MV Aquista Brutal 800 2001 có các thuật toán quản lý cái phần động cơ mới. Cái mục đích của các thuật toán này là đem đến cái cảm giác lái của hệ thống trực tiếp hơn giữa cái phần tay ga và phần bánh sau xe. Bên cạnh đó, xe còn thiết lập một hệ thống chờ mới cùng chế có một liên kết mới cho cái giảm sóc và độ hành trình hệ thống chèo được tăng lên. Cùng với đó là một cái bộ đo lường quán tính từ mới EU giúp cho chiếc xe đánh giá được cái sự chính xác hơn trong những cài đặt kiểm soát bốc đường, kiểm soát bốc đầu, đi cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Cái màn hình TFT 5.5 inch trên cái cụm điều khiển giúp cho việc quản lý các thiết bị điện tử dễ dàng hơn. Các ứng dụng như là GPS, Bluetooth phát hiện ra va chạm và cảnh báo chống trộm Movistar, đi cùng với ứng dụng là EV Ray cũng được tích hợp trong các phiên bản Brutal 800 2021. Về mức giá bán của MV Aquista Brutal 800 2001 khá cao, phiên bản Rosso có mức giá bán cơ điểm rơi vào khoảng là 13.400 Anh, đó ra tiền Việt khoảng là 434 triệu Việt Nam đồng. Phiên bản là EDR thì có mức giá bán cơ điểm là 17.000 Anh, đó ra tiền Việt khoảng là 550 triệu Việt Nam đồng. Trong khi phiên bản đặc biệt là RSS 201 thì có mức giá bán cơ điểm là 17.500 Anh, đó ra tiền Việt khoảng là 567 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.